Tôi thấy dạo này tôi ăn hải sản hơi nhiều nên hôm nay quyết định thay đổi khẩu vị đi ăn bò. Nhân vật được chọn quán ngày hôm nay đó là cameraman đi theo tôi. Ban đầu tưởng đi ăn đâu xa, hóa ra có cách nhà tôi có vài bước chân mà tôi không biết. Dù có vài bước chân thôi nhưng mà tôi lười lắm. Tôi vẫn phải đi xe máy sang. Nên quán là tiệm bánh mì 35k, địa chỉ ở 324 Bạch Mai. Không gian quán rộng và sạch sẽ. Chỗ này chắc ngồi khoảng được tầm 50 người. Chọn quán rồi thì tôi cũng cho cameraman chọn đồ. Thế đéo nào lại bảo chị nhân viên lấy cho em hai suất giống anh chị đang ngồi ăn ở cửa. Nhân viên bê đồ ra mình nhìn một lúc, phải khen nó luôn là mày giỏi. Nhìn thịt bò tươi ngon phết. Món này là bò tảng đá muối tiêu. Bò nướng tảng đá đến độ tài chín khi đem ra. Kết hợp với lá hương thảo thì miếng thịt ngon mọng nước lại còn thơm thịt là phần thân bò hơi nạc xíu như ngọt thịt chấm cùng với sốt tiêu đen thơm vừa vị ăn thì thấy hơi có chút dư vị béo béo nói chung thịt ngon hợp khẩu vị với mình đồ ăn kèm có cả khoai tây chiên và bánh mì khoai tây chiên ăn ngoài giòn trong mềm chấm cùng với sốt tiêu đen thì cũng được như tôi là tôi thích chấm từng cà hơn món tiếp theo là bánh mì bít tết Việt Nam món này là của ông cameraman bạn ơi xin phép mượn món review một tí nhá nói vậy thôi với cả đưa hay không đưa cũng phải đưa phần này có bò có trứng và khoai tây món ăn đi kèm là bánh mì bánh mì mình thấy giòn đặc ruột chấm ăn cùng với trứng lòng đào ăn mà nhớ cái nách bò nhìn qua thì thấy thịt mềm không bị chín quá ăn cùng với cả nước sốt vừa vị tôi thấy ổn nha thỉnh thoảng dìa rỉa vài miếng khoai tây ăn cùng lại còn ăn phần của người khác thì đúng là ngon Mày ăn bò mà xích quên ăn salad cái này có kèm trong phần bò lướng tả chả hiểu sao cứ chấm bánh mì với nước sốt mà đưa miệng thật khéo tôi lại phải xin thêm một bát sốt tổng kết cho mọi người thì đoan ở đây ngon giá hợp lý